Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 3 tháng 4, trên đoạn đường từ thị trấn Mỹ An về Phú Điền, anh Đỗ Quốc Việt, sinh năm 1983, đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, có nhặt được một cái túi sách bên đường. Trong có gần 16 triệu đồng, anh liền mang đến giao nộp cho công an thị trấn Mỹ An để tìm trả lại cho người đánh rơi. Theo công an thị trấn Mỹ An, số tiền trên là của chị Quách Thị Quyên, sinh năm 1984, ở khóm 2, thị trấn Mỹ An, đánh rơi trước đó. Đến 11 giờ trưa ngày 4 tháng 4, công an thị trấn Mỹ An làm thủ tục trao trả lại tài sản cho chị Quyên. Chị Quyên cho biết đây là số tiền mà gia đình chị tích góp trong nhiều tháng mới có được. Xin số điện thoại được chưa? Hậu tạ được không?